Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình Cà Phê Sáng với Nhi Huyền và Lê Thái. Và bản tin tới đây, bản tin Nhi muốn nói đây đó là về chuối, thưa quý vị. Quý vị cũng biết sao mà Thái cười, vừa nhắc tới chuối là Thái cười. Chị nói mà tự nhiên chị cười trước em, để em cười, em cười là chuyện của em. Chuối nó có, nhiều loại, thì tất nhiên là thì thông tin về trái chuối, thông tin về các loại chuối, về chuối khô, chuối sấy đồ, hay banana, chuối sứ, chuối xiêm. Quý vị, chuối ở... chuối già, dạ. Chuối mễ. Này. Cái này chuối là mình hay ăn là những cái đồ món tráng miệng, hoặc là mình bỏ trong smoothie, hoặc là trong nước strawberry, hoặc trái là chuối. Trộn là trái chuối. Có thêm một cái chữ trái thôi mà chị không thèm đi vô. Có thêm một cái chữ trái chuối thôi, hoặc quả chuối thôi mà không thèm đi vô để chuối. Là trái chuối thôi quý vị. Trời ơi, Lê Thái còn trẻ mà bắt vẽ Nhi rồi quý vị thấy không? Thôi. Giỡn thôi quý vị. Just kidding. Hai chị em mình một tuần gặp nhau được có đúng một ngày thứ bảy với ngày chủ nhật thôi. Tại vì phải chọc chị Nhi cho bằng được thưa quý vị. Bằng được Nhi cũng có chọc Thái được quý vị. Chứ nói như là evenly hai người đều là evil như nhau. Just kidding. Về trái chuối thưa quý vị, đó là ai cũng biết về trái chuối hết, nhưng mà quý vị thấy là mình mua đầu tuần tới khoảng chừng 2-3 ngày là nó thôi màu nâu rồi, nó chuyển sang màu nâu rồi, nó hư là mình dục vào ấm, thưa quý vị. Nhưng mà để mà tìm hiểu và để mà thay đổi cái cách làm sao để nó không có bị làm nâu mau, thì có thể giúp tiết kiệm được hàng tấn thực phẩm bị lãng phí mỗi năm. Theo nghiên cứu gần đây cho biết, cái điều này rất là quan trọng thưa quý vị. Và các nhà nghiên cứu đã xem xét được cái nguyên nhân gốc rễ màu nâu của trong chuối và các loại trái cây khác thường được tìm thấy trong nhà của mình. Và họ phát hiện rằng quá trình nâu là do các chất azemer, tức là một cái chất men đó thưa quý vị, và phản ứng của không khí nữa. Mặc dù đây là thực tế mình đã biết rồi, nhưng mà trước giờ cũng không có cái sự khảo sát nào, mà cũng không có cái điều nào mà quan sát sâu sắc để mà thay đổi cái màu nâu của nó. Và các nhà nghiên cứu hiện nay cho biết rằng màu nâu có thể ngăn chặn được bằng cách là họ biến đổi cái gen của trái chuối này và lưu cho, và cái thứ hai nữa là lưu trữ ở trái cây ở một nơi rất là thích hợp, trong một cái điều hòa không khí rất là thích hợp. Một trong những cách được đề xuất bởi các nghiên cứu là lưu trữ chuối trong các thùng chứa làm mát dưới cái không khí, dưới cái bầu khí quyển nó thay đổi, tức là mát thôi quý vị, không để nóng. Và các nhà nghiên cứu cũng phát hiện rằng sự hình thành của các đốm có thể bị chậm lại, và bằng cách giảm oxy trong các vị trí hình thành của chúng thì nó không có bị nâu mau hơn, mình kéo dài được at least cũng một tuần. Thường thường mà trái chuối màu nâu là mình dục đi, phải quý vị, nó nhiều chấm quá thì mình sẽ dục đi. Nó rất là brown, tức là nó nâu hết nguyên trái chuối luôn thưa quý vị. Và bao gồm thường thường là người ta dự đoán rằng, và theo cái thống kê cho biết rằng, là khoảng 5 triệu tấn chất thải thực phẩm mỗi năm, trong bối cảnh thế giới cũng đang inflation này quý vị, lạm phát này, thì các nhà nghiên cứu cho biết rằng cái tổn thất mà để dục chuối đi và waste trái, những cái trái chuối đây, đó là một cái điều rất là tốn cho lãng phí cho toàn thế giới của chúng ta. Chuối là một trong những cái thực phẩm được chấp nhận rộng rãi và được sản xuất ồ ạt ở trên toàn thế giới để mà mình làm cho chuối khỏi bị nâu, để làm tăng an ninh lực lượng cho thế giới thưa quý vị. Và tổng sản lượng chuối ước tính là 117 triệu tấn trồng trên toàn thế giới, và mỗi năm người ta sử dụng rất là nhiều. Và nghiên cứu họ cũng cho thấy hàng năm cái loại, những cái loạt chuối mà bị hư, bị màu nâu đây cũng bị dục đi rất là nhiều thưa quý vị. Thường thường mà chuối màu nâu mà nâu nhiều quá là Nhi không có ăn đâu quý vị. Thường là Nhi dục, hoặc là Nhi lấy cái đó Nhi làm xay smoothie, nếu mà cảm thấy tốn quá mà có thời gian mình mới làm được. Mình không có thời gian thì mình cũng phải dục đây thôi thưa quý vị. Thì đây là một trong những cái nghiên cứu mới ra để cho mình cứu vãn những cái trái chuối này để không bị lãng phí ở trên thế giới, và đó cũng làm hại tới môi trường nữa. Đặc biệt thì cái chuối mà chúng ta thường mua ở trong chợ thưa quý vị. Hồi nãy chị Như Huyền nói là nó có những cái chấm đen đen là chúng ta bỏ, là thật sự là nói đúng ra là những cái trái chuối mà có những cái chấm đen đó thưa quý vị là những cái trái chuối vô cùng bổ và vô cùng có ích cho sức khỏe.
Nhưng mà đa số mình rồi, chúng ta ăn thì chúng ta thấy những cái trái chuối mà nó chuyển sang cái vừa vàng tới nơi, nếu vừa vàng thì trái chuối rất là ngọt đúng không quý vị? Yeah. Ăn rất là ngon. Nhưng mà theo tất cả các nhà khoa học cũng như là giới chuyên gia về thực phẩm cũng như y tế đó, người ta nói rằng những trái chuối mà nó chín mùi hơn chút xíu, có nghĩa là khi trên cái vỏ nó có những cái chấm đen thì lúc đó là cái trái chuối nó work rất là nhiều và nó ngăn ngừa luôn cái tỷ lệ mà bị ung thư khi mà chúng ta ăn những cái quả chuối mà nó đã có những cái chấm đen đó. Nó không có phải là bị chín quá hoặc là nó không có bị sống quá, nhưng mà nó vừa chín vừa qua khoảng mấy ngày thôi thì những trái chuối đó nó cái giảm độ ngọt chút xíu đi. Nhưng mà nó rất là ngon, nó rất là tốt. Thật là ai nếu mà chúng ta mà lãng phí đó thì cũng hơi lãng phí á. À, trừ khi nào dục rồi, nước Mỹ người ta dục. Dạ đúng rồi, mà trừ khi nào những cái trái chuối mà chuyển sang màu nâu thì là dục là đúng rồi. Tại vì bên trong nó bụng nó ủng úng hết rồi thì chúng ta không ăn được. Và nếu như mà bộ bảo quản thì chúng ta cũng có thể quăng vào trong tủ lạnh đó, ngăn mát cho chúng ta bảo quản. Tuy là nó đổi cái màu của cái vỏ chuối nhưng mà ở trong cái trái chuối nó vẫn còn trắng, chúng ta vẫn còn ăn rất là ngon. Thật ra đây là một trong những cái bản tin cũng rất là ý nghĩa. Chúng ta có thể đợi chờ trong tương lai người ta có thể biến đổi gen để mà chúng ta hoặc là những cái phương pháp nào đó để chúng ta có thể giữ cái chuối được lâu hơn và chúng ta có thể được ăn lâu hơn và có thể không có tránh cái tình trạng lạm phát và có thể giúp những cái người nghèo đói trong cái vấn đề mà chúng ta bỏ đi quá nhiều mà một số người thì quá thiếu luôn chị. Kính thưa quý vị, hiện nay thì những cái trang trại trồng rau nó đang phổ biến rất là nhiều nơi ở trên toàn thế giới. Ở Hoa Kỳ của chúng ta cũng có những cái trang trại trồng rau, nhất là những ở cái vùng mà ví dụ như Florida hay Hawaii thì chúng ta không nói đâu xa, ở miền Nam California của chúng ta, ở Riverside hoặc là ở Corona thì cũng có những cái farm để người ta trồng những cái rau, nhất là rau cua dành cho người Việt Nam ăn. Chị Như Huyền có biết không? Ở trên Riverside rất là nhiều những cái farm. Rất là nhiều, thường thường như đi ra chợ gọi người ta mình tới mình mua những cái loại rau mà ngoài chợ không có bán. Dạ vâng. Và những cái loại rau đó thường là nó được trồng rất là nhiều ở những cái vùng tiểu bang mà đa số những cái cộng đồng mà gốc Á hay là cộng đồng Hawaii, Florida thì người ta trồng rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta thường là chúng ta trồng rau trên bờ không à? Chúng ta trồng rau ở farm. Có bao giờ chị Nghi Huyền nghe đến trồng rau ở dưới đáy biển chưa? Chưa không? Và cái vấn đề này nó đang được diễn ra thưa quý vị. Kính thưa quý vị, một cái vườn rau tên là Nemo nằm ở cái độ sâu gần 40 mét ngoài khơi của làng Noli thuộc tỉnh Liguria, là nó bao gồm 6 khối cầu trong suốt dùng để mà người ta trồng các loại rau, thảo mộc và hoa nữa thưa quý vị. Và dự án này có tên là vườn Nemo, là nhà kính dưới nước đầu tiên và duy nhất trên thế giới. Và vườn Nemo này tận dụng những cái chất lượng môi trường thuận lợi ở dưới biển như là nhiệt độ ổn định, hấp thụ khí CO2 thưa quý vị và kiểm soát sâu bệnh tự nhiên để mà tạo ra môi trường phù hợp nhằm người ta sản xuất ra hàng loạt các loại rau sạch. Và theo tờ Euronews Green thì cái vườn Nemo này nó có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai của trái đất, bởi vì cái vườn này nó được thiết kế đặc biệt dành cho cái khu vực để mà chúng ta có thể là có rất là thích hợp để mà trồng rau, trồng cây và trở nên là yếu tố môi trường và kinh tế nó cũng tác động, nó làm cho chúng ta có thể là chúng ta rất là khó khăn khi mà chúng ta trồng rau trên mặt đất. Nhưng những cái vườn này nó nằm ở dưới đáy biển, ở dưới biển, thành ra chúng ta rất là dễ dàng để chúng ta trồng. Và thế giới sẽ cần cung cấp lương thực cho khoảng dân số là 9,3 tỷ người giữa tình hình mà khí hậu đang ngày càng bất ổn, và người ta dự đoán là trong năm 2050 thì theo Liên Hợp Quốc thì có thể là trái đất sẽ nóng dần lên rất là nhiều và có thể là ảnh hưởng đến vấn đề mà trồng trọt, chăn nuôi của toàn thế giới. Và cái nhóm nghiên cứu này người ta cho rằng là dự án trang trại dưới nước này có thể mang lại cái nguồn lợi thức ăn cho cư dân ở ven biển. Và cái công ty sản xuất thiết bị này, người ta nảy ra ý tưởng xây dựng vườn Nemo trong năm 2012 và đến đây thì nó mới được đồng loạt để mà nó được hoạt động và nó được sản xuất. Và cái trong thực tế thưa quý vị thì những cái khối cầu sinh quyển này đã được xây dựng ở Mỹ và ở Florida Keys ở Mỹ của chúng ta. Và tất cả những cái người ta với cái mục đích này là người ta để trồng dâu tây, xà lách, đậu hoặc là những cái loại mà thảo mộc, hương liệu để mà có thể người ta cung cấp cái lượng rau, hoa, quả, trái cây cho cái người dân chúng ta trong tương lai nếu như mà ở trên mặt đất không còn đủ chỗ nữa. Dạ vâng. Cảm ơn Lê Thái. Và bản tin kế tiếp đó là một trong những cái bản tin về thớt, về mọi thứ. Quý vị ở trong phòng máy sẽ cho quý vị coi một cái bức tranh. Các cụ xưa của chúng ta thường nói rằng là khi nhìn vào một bức tranh là chứa ẩn cả ngàn từ ở trong đó, phải không quý vị? Thì cái bức tranh này thật ra nó nếu mà không biết những cái background, những cái behind của bức tranh này thì mình không biết cái câu chuyện của nó, thưa đâu quý vị. Thì những cái thớt, những cái bát này
từ của Material Kitchen, đó là cái tên, cái nhãn hiệu của những cái thớt, những cái bát này. Thưa quý vị, thì quý vị biết vì sao mà nó đặc biệt như vậy? Đây là một trong những cái thớt quý vị thấy ở trên đó, thì nhìn nó rất là bình thường, cũng như cái thớt bình thường, thưa quý vị, nhưng mà nó được làm từ mía đã được tái tạo lại, thưa quý vị. Nó không có chứa cái chất BPA, vì vậy nó rất là tốt mà rất là bền mà đẹp nữa, quý vị cũng thấy đó. Quý vị cũng thấy ngay đây này đó, những cái thớt của nó rất là đẹp. Material Kitchen là một thương hiệu đồ dùng nhà bếp làm các mặt hàng cho đầu bếp hiện đại hàng ngày. Cho dù các bạn là lành nghề, là chuyên nghiệp hay là nghiệp dư chỉ nấu ăn mà thôi, thì mặt hàng này rất là dễ sử dụng và rất là thiết thực. Thiết kế hợp lý nhưng đẹp, màu sắc ấm áp. Quý vị cũng thấy đây là những cái màu sắc của cái bát của nó, mà có đường nét sạch sẽ và phong cách rất là tốt. Và nó không có, quan trọng là nó không có chứa BPA, cái chất mà nó có hại. Và tất cả những thứ mà bạn để ở trong nhà bếp của bạn, nó hòa màu cũng rất là đẹp, thưa quý vị. Sản phẩm này nó rất là hợp lý và nó tất cả là 100% nó tái tạo bằng những cái mía mà đã được tái tạo lại. Ngoài mía, nó có thể tái tạo và được sử dụng rộng rãi trong sản xuất, và mía phát triển nhanh chóng và dễ dàng, và nó không có nhựa ở trong đó, thưa quý vị. Nhựa đã trở thành một cái vấn đề trong cái môi trường lớn ngày nay. Các sản phẩm như Rebore đang được tái tạo ra nhựa và sử dụng, và nó ráng để không sử dụng nhựa, vì sử dụng nhựa sẽ ảnh hưởng tới môi trường. Thì đây là một trong những cái material, những cái thớt, những cái bát rất là tốt cho môi trường và cho cả chính sức khỏe của mình nữa. Dạ vâng, cảm ơn chị Như Huyền và quý vị giữ màn hình. Như Huyền và Lê Thái sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo những thông tin thương mại hỗ trợ cho đài.